Xin chào tất cả các bạn Chị là Hải Quỳnh và chị đến từ team Hoàng Văn Chị Hiên Trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Chị rất muốn được chia sẻ cùng với các bạn Phương pháp làm một dạng bài mà các em Rất hay gặp ở trên lớp Đó là dạng bài cảm thụ văn học Hay còn gọi là dạng bài xác định biện pháp tu từ Và nêu tác dụng Không biết là trong buổi tối trung thu năm nay Thì có bạn nào ở nhà ôn bài cùng với chị không nhỉ? Bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi Thì hãy cùng gửi đến chị lời chào Để chị biết được nhé xin chào đỗ nhi xin chào thu hà xin chào các em bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào và hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này để chúng ta ghi nhớ dễ dàng tìm lại những kiến thức những cái phương pháp làm bài dễ nhớ này dễ thuộc và dễ thực hiện trong quá trình chúng ta học môn văn nhé à xin chào vô diện xin chào các em rồi ok À, các em ơi cái dạng bài mà xác định về biện pháp tu từ và nêu tác dụng thì các bạn đã gặp từ những 5 lớp 6 lớp 7 lớp 8 đúng không? Rồi là lớp 9 thì khi mà trong kỳ thi lên lớp 10 thì chúng ta rất có thể sẽ gặp dạng bài này. Ví dụ như là trong những câu hỏi đọc hiểu về những văn bản chúng ta đã học này hay là những câu hỏi ngắn, những câu hỏi nhỏ đúng không? Vậy thì về dạng bài này chúng ta có những lưu ý như thế nào thì trước tiên chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về phương pháp, những cái bước để chúng ta làm bài này. Sau đó là chúng ta phải nhìn nắm được những cái uh, biện pháp tu từ cách để nhận biết những biện pháp đó tìm ra những biện pháp đó được không và cuối cùng thì sẽ có một cái ví dụ để chúng ta thực hiện để các em biết được cái cách làm và chúng ta có thể áp dụng được trong những bài tập khác ở trên lớp của chúng mình nhá à rồi ok xin chào các em xin chào các bạn ừ, nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá trung thu mà cũng có rất nhiều bạn ở nhà ôn uh, bài cùng với chị đây này đúng không rồi ok nhà các em. Đó. Vậy thì nhá, như như thế này chúng ta sẽ đi từng bước một. Trước tiên là sẽ về cách làm được không? Chúng ta sẽ có những lưu ý về cách làm của cái dạng bài này. Bình thường thì đối với dạng bài này các em hay làm như thế nào? Đối với dạng bài này thì các bạn hay làm như thế nào nhỉ? Đây là một dạng bài mà Chị nghĩ là đến bây giờ thì không có bạn nhỏ nào là chưa từng gặp đúng không? Không có bạn nào nhìn, không có bạn nhỏ nào là chưa từng gặp. Và kể cả với những văn bản chúng ta học trên lớp hay là những văn bản hoàn toàn mới lạ thì chúng ta cũng đều phải có cái kỹ năng này thì chúng ta mới hiểu được giá trị của văn bản đó hay là giá trị ý nghĩa của một đoạn văn bản đúng không? Và thường thì chúng ta sẽ gặp là trong những văn bản thơ để xác định biện pháp tu từ mà đó. Cho nên là bình thường thì các em làm dạng này như thế nào? Các em sẽ đi từ những bước như thế nào này? Được không? Và các em mong muốn được chị uh, nhấn mạnh sâu hơn về bước nào, về phần nào trong dạng bài này? Các em còn khó ở những bước nào? Được không? Uhm, xin chào các em. À, phân tích trước á. Ừ. Uhm chị muốn nhấn mạnh là dạng đề này nó sẽ phải đi từ việc chúng ta phải xác định được biện pháp tu từ đã, sau đó thì chúng ta mới nêu tác dụng được không? Vậy thì cái việc phân tích là khi mà chúng ta dựa vào việc là chúng ta đã nắm được các biện pháp tu từ trong đoạn thơ đó hay là trong cái đoạn văn bản đó, sau đó chúng ta mới nêu tác dụng của nó. Và từ việc nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó thì tổng hợp lại chúng ta mới rút ra được ý nghĩa nội dung của toàn bộ đoạn thơ. Ok chưa? Được chưa nào? Ừm. Uhm. Đó vậy thì các em sẽ làm như thế nào? Về cách làm của dạng bài này ấy, các bạn sẽ làm như thế nào nhỉ? Các em có thể trình bày dạng bài này dưới dạng một đoạn một đoạn văn hoặc chúng ta cũng có thể viết một bài văn ngắn nhưng mà dù làm dưới hình thức như thế nào thì chị nghĩ là vẫn có những cái bước cơ bản để chúng ta có thể áp dụng được trong bài viết của mình thứ nhất được không thứ nhất thì nếu bạn nào đã theo dõi cái buổi mà ôn tập khảo sát đầu năm chị phát trực tiếp cùng với các bạn thì chị cũng đã nói qua phần này rồi chúng ta trước tiên là chúng ta phải có khái quát về tác giả tác phẩm đúng không xem là đoạn thơ tôi đang đi xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng đây là đoạn thơ mà được trích trong thi phẩm nào của tác giả nào nếu như mà đó là một đoạn thơ hoàn toàn mới lạ thì các em cũng phải nắm được uh, tên của bài thơ đó và nắm được tên của tác giả được không thì chúng ta sẽ có một chút xíu khái quát về tác giả tác phẩm nếu như mà đối với những bài mà chúng ta đã học rồi thì chắc chắn là các em sẽ có những kiến thức cơ bản về tác giả và tác phẩm nhưng mà chúng ta cũng không đi quá sâu vào phần này chỉ ở mức khái quát để nhắc đến rằng là à bây giờ tôi sẽ đi uh, xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong một đoạn thơ của bài thơ này của tác giả này thấy chưa đoạn văn là của học sinh giỏi được ạ uh, um chị cũng đã nhấn mạnh rồi đó là với bài này với dạng đề này thì chúng ta có thể trình bày dưới dạng hình thức là một đoạn văn hoặc là một bài văn ngắn hoặc thậm chí là nếu là câu hỏi đọc hiểu thì chúng ta sẽ có những cái gạch đầu dòng được không nhưng mà dù là trình bày theo hình thức nào thì chị nghĩ là chúng ta sẽ có một số những cái bước như sau và đây là những bước cơ bản rồi đến với từng hình thức thì chúng ta sẽ có thể lược bỏ những phần nào thì chị sẽ nói sau nhé được không đây sẽ là cách làm chung nhất cho chúng mình bước thứ hai sau khi cái quát xong ví dụ như là à tác giả tác giả này nổi tiếng được biết đến với một văn bản à với một đoạn thơ à với một bài thơ và trong đó thì tác giả đã có sử dụng rất nhiều những biện pháp tu từ đặc sắc làm nên giá trị nội dung của đoạn thơ này đấy sau đó các em có thể trích thơ ra rồi sau đó nhá chúng ta sẽ khái quát là bằng việc sử dụng kết hợp nhiều biện pháp tu từ hoặc là bằng việc sử dụng những biện pháp tu từ đặc sắc này tác giả đã đem đến cho chúng ta một đoạn thơ về điều gì đó thì đó là cái công việc khi chúng ta khái quát về nội dung của đoạn thơ được không thì trong cái phần khái quát này chúng ta sẽ từ tác giả này đến tác phẩm Sau đó đến nội dung của đoạn thơ Ok chưa nào? Ừ, đây sẽ là dạng bài chung của cấp 2 nhá Bạn bạn mi nhá, được không nào? Ừ đó thì ở lớp nào các em cũng sẽ có thể gặp bắt gặp cái dạng bài này cho nên là chị muốn có một buổi phát trực tiếp để chia sẻ về với, với các bạn về cách làm thấy chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu hơn này Và đúng cái yêu cầu của đề bài đó chính là chúng ta sẽ phải gọi tên xác định mà sẽ có hai yêu cầu chính đúng không thứ nhất là yêu cầu chúng ta xác định biện pháp tu từ và thứ hai là chúng ta phải nêu tác dụng vậy thì đi vào cái bước chính đầu tiên chúng ta phải gọi tên đúng được cái biện pháp tu từ đó và sẽ không chỉ dừng lại ở việc là tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa hay là tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh hay là biện pháp ẩn dụ hoán dụ đúng đấy là các em gọi tên đúng không nhưng quan trọng là chúng ta phải chỉ ra được biểu hiện của nó biểu hiện của biện pháp tu từ đó đúng không? Chứ chúng ta không thể chỉ nói chung chung là tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh mà chúng ta phải nói rõ là so sánh cái gì như cái gì hay là nhân hóa thì hình ảnh nào được nhân hóa giống như con người và nhân hóa ở những đặc điểm nào hay là ẩn dụ thì hình ảnh này ẩn dụ cho hình ảnh nào được không? Chúng ta phải chỉ rõ như thế Thì mới cho thấy được là tôi đang đi Xác định biện pháp tu từ trong đoạn thơ này Chứ không phải trong những đoạn thơ khác Nếu chúng ta chỉ gọi tên một cách đơn thuần Thì bài của chúng ta nó không được sâu Và nó giống như là chúng ta Đang không hiểu được tác phẩm ấy nếu ông không hiểu được tác phẩm mà cũng không hiểu được các cái biện pháp tu từ đấy, cho nên là tốt nhất là các em gọi tên đúng, đó là biện pháp gì và biểu hiện của nó ra sao, nghĩa là tác giả sử dụng biện pháp đó để gọi tên hình ảnh nào này, để nhắc đến hình ảnh nào này, được chưa? Ok chưa? Và sau khi chúng ta gọi tên rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái bước là nêu tác dụng. đó, chúng ta sẽ đi đến cái bước nêu tác dụng, thì đây là hai bước chính nhất. Đây là hai bước quan trọng nhất này của bài này, của dạng bài này. Nếu như mà chúng ta trình bày dưới dạng một đoạn văn thì đây sẽ là phần thân đoạn, còn đây sẽ là câu mở đoạn. Còn nếu mà chúng ta trình bày dưới dạng một bài văn ngắn thì đây chính là phần thân bài. Được chưa? Và nếu như nếu như mà trong đoạn thơ đó có nhiều biện pháp tu từ thì các em có thể viết dưới dạng hai hình thức à hai cách triển khai. Thứ nhất là các em có thể nêu liệt kê ra hết tất cả các biện pháp tu từ sau đó thì nêu tác dụng của những biện pháp đó hoặc là các em nêu từng biện pháp và nêu tác dụng luôn của nó nêu xong biện pháp này xong mới chuyển đến biện pháp thứ hai rồi chuyển sang biện pháp thứ ba ok chưa các em hiểu được cách đó chưa thì các em làm cách nào cũng được được không các bạn làm theo cách nào cũng được ừ. Uhm. Ừ, rồi, ok. Về biện pháp ẩn dụ và hoán dụ về cách phân biệt thì chị cũng đã có một video ở trên TikTok và cũng đã chia sẻ trên fanpage về cách phân biệt rồi. Nhưng mà trong buổi ngày hôm nay thì chị cũng sẽ nhắc lại để cho các bạn hình dung được nhá, được không? Nhưng mà đây là chị đang đi từ cách làm của cái dạng bài này và cuối cùng để cho bài viết của chúng ta trọn vẹn thì chúng ta sẽ có bước thứ tư là nếu như bên trên chúng ta khái quát để dẫn nhập vào thì bây giờ chúng ta cũng cần tổng kết và khẳng định lại. ý nghĩa của biện pháp tu từ chị viết tắt nhá và tài năng của tác giả được chưa ok chưa đó là bốn cái bước cơ bản nhất và nếu như mà trong một bài văn ngắn thì chúng ta sẽ có phần này là phần mở bài này đây phần 1 thì sẽ là phần mở bài phần 2 và 3 thì sẽ là thân bài. Và phần 4 này thì sẽ là kết bài. Còn nếu như là đoạn văn thì chúng ta sẽ đây sẽ là mở đoạn này, đây là phần thân đoạn và đây sẽ là phần kết đoạn. Các em hiểu ý chị không? Và nếu như mà chúng ta dưới dạng gạch đầu dòng thì đây sẽ là hai ý chính. Các em chỉ cần triển khai hai ý chính này thôi, được chưa? Đó nhá. Ừm. Uhm rồi ok đây chị cũng đã có chuẩn bị <laughs> chị cũng đã có chuẩn bị cái bảng mà lần trước chị đã liệt kê ra những cái biện pháp tu từ được không ừ, đây thì đây sẽ là cái cách làm trước đây sẽ là về mặt phương pháp và chúng ta có thể áp dụng với tất cả các cái bài dạng về xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng nhưng mà để xác định được thì chúng ta phải nắm được đặc điểm của các biện pháp tu từ dấu hiệu nhận biết và những từ khóa để nêu tác dụng của nó được chưa? Thì đây sẽ chính là cái bảng về biện pháp tu từ mà các em có thể áp dụng này. Ở đây chúng ta sẽ có thứ nhất, các em cũng có thể lập tự lập cho mình những cái bảng như thế này để chúng ta ôn tập tốt nhất về biện pháp tu từ và không bị nhầm lẫn nhá. Nắm được khái quát về nó này. Thứ nhất, chúng ta có biện pháp rất là cơ bản là biện pháp so sánh và nhân hóa được không? Thì hai cái này đã dễ nhận biết rồi đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái biện pháp nhân hóa là các em không được nhầm lẫn nó bởi vì là biện pháp nhân hóa là gọi tên được không? Gọi hoặc tả sự vật bằng những từ ngữ vốn để tả người. Đấy, và cái quan trọng là chúng ta phải nêu được tác dụng của các biện pháp đó. Thì ở đây, tác dụng của các biện pháp này thì chị cũng đã bôi vàng những cái từ khóa để chúng ta sử dụng trong việc nêu tác dụng. Ví dụ như là trong biện pháp so sánh và biện pháp nhân hóa thì tác dụng của nó là nhằm đem cái sự vật sự việc đó gần gũi hơn với cuộc sống của con người, diễn tả nó một cách cụ thể và sinh động hơn. Ok chưa? Cụ thể, sinh động, sống động và gần gũi là những cái từ khóa để chúng ta nêu về tác dụng của biện pháp so sánh và nhân hóa. Được không? Các bạn ok phần này chưa? Đó nhá. Bên cạnh đó này, chúng ta sẽ có hai cái biện pháp mà các bạn hay kêu là chúng em dễ nhầm lẫn là biện pháp ẩn dụ và biện pháp hoán dụ. Được không? Thì về khái niệm nhá, biện pháp ẩn dụ là biện pháp gọi tên sự vật này bằng tên sự vật kia có nét tương đồng thì còn trong đó nhá, biện pháp hoán dụ là biện pháp mà gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác nhưng giữa chúng có quan hệ gần gũi. Đây, một cái là nét tương đồng, một cái là gần gũi, được chưa? Các em nhớ nhá để phân biệt thì quan trọng nhá, biện pháp ẩn dụ và hoán dụ là biện pháp mà gọi tên sự vật A bằng tên sự vật B và trong đó thì một sự vật bị ẩn đi chứ người ta sẽ không đồng thời nhắc đến cả hai sự vật đó trong đoạn thơ nếu như mà đồng thời nhắc đến thì đấy không phải là ẩn dụ hoặc là hoán dụ nữa rồi đây chỉ có một cái bảng để chúng ta phân biệt ẩn dụ và hoán dụ nhé chúng ta sẽ phân biệt như thế này Biện pháp ẩn dụ thực chất là một biện pháp so sánh ngầm cho nên là chúng ta có thể khôi phục được mối quan hệ giữa đối tượng A và đối tượng B bằng từ như. Chỉ lấy ví dụ trong câu là thuyền về có nhớ bến chăng. Đấy bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền thì chúng ta xác định đường nhá. Thứ nhất là hình ảnh thuyền là hình ảnh mà chúng ta liên tưởng và hình dung đến đối tượng là anh là người con trai trong tình yêu ấy, còn bến thì chúng ta thấy có sự tương đồng với cả người con gái trong tình yêu và chúng ta có thể khôi phục được mối quan hệ đó là bến nhớ thuyền giống như em nhớ anh. Hiểu không? Thì cái mối quan hệ giữa thuyền và bến nó có sự tương đồng, nó giống như nó giống như mối quan hệ giữa người con gái và người con trai trong tình yêu. Và cái nỗi nhớ giữa bến và thuyền đấy chúng ta có thể khôi phục được bằng từ như trong cái mối quan hệ so sánh với mối quan hệ anh và em trong tình yêu nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ phân biệt với hoán dụ như sau, nếu như mà bên ẩn dụ là A giống như B, còn B thì bên hoán dụ sẽ là A gần với B ví dụ trong câu nhé miền nam mong bác nội mong cha thì chúng ta thấy ở đây nhé là miền nam là chúng ta ở đây không phải là là chỉ một cái uh, mảnh đất về mặt địa lý mà là đại diện cho người miền nam từ miền nam từ cái từ miền nam này chúng ta liên tưởng được đến là đây là để chỉ toàn bộ đồng bào nhân dân miền nam nhưng mà chúng ta không thể nói là miền nam như người miền nam được đúng không? Vậy thì để xác định được đó là ẩn dụ hay là hoán dụ thì các em trước tiên là các em xác định được cái hình ảnh được nhắc đến ở đây là gì? Nó tượng trưng cho hình ảnh nào và hình ảnh nào là bị ẩn đi ấy, được chưa? Đây, trước tiên là chị thấy có thuyền và bến, được chưa? Thì chị xác định được thuyền là đại diện cho hình ảnh nào này, bến đại diện cho hình nào. Xác định được hai đối tượng A và B đó rồi thì chúng ta sẽ thử khôi phục mối quan hệ giữa A và B xem là có đặt từ như ở đấy được không. Được chưa? Nếu như mà đặt được và thấy nó hợp lý thấy nó logic thì đấy sẽ là hoán à, sẽ là ẩn dụ. Còn nếu như mà không thể đặt trên cái mối quan hệ so sánh như vậy được thì đấy sẽ là hoán dụ. Đó là một cái mẹo để chúng ta có thể dựa vào bản chất của hai cái phép này để chúng ta phân biệt. Các em có hiểu ý chị không? Các bạn hiểu không nào? Các bạn, các bạn hiểu ý chị không nào các bạn hiểu ý chị không nào đã đỡ mông lung hơn về biện pháp ẩn dụ và hoán dụ chưa uhm. và bên cạnh đó nhá đó là cách thứ nhất hoặc là cách thứ hai thì các em có thể dựa trên việc phân loại nhưng mà cách này thì chúng ta phải nhớ được những cái phân loại của từng biện pháp một ví dụ như là trong biện pháp ẩn dụ thì chúng ta có bốn loại là ẩn dụ hình thức ẩn dụ cách thức ẩn dụ phẩm chất và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác hay là biện pháp hoán dụ thì chúng ta có những hình thức sau thứ nhất là lấy bộ phận gọi toàn thể lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng lấy dấu hiệu để gọi sự vật lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng thì khi mà trong một câu thơ mà chúng ta thấy đây không biết nó là ẩn dụ hay hoán dụ thì các em có thể soát lần lượt trong các cái dạng này nó cụ thể hơn rồi thì xem là nó thuộc dạng nào và dạng đó thì nằm trong ẩn dụ hay là hoán dụ ví dụ là trong câu bàn tay ta làm nên tất cả thì chúng ta thấy ở đây là từ bàn tay đúng không bàn tay ta thì vốn dĩ là trong cuộc sống đời thường thì là bàn tay ta là cái bộ phận để chúng ta làm việc và chúng ta có thể làm nên rất là nhiều điều nhưng ở đây là nhấn mạnh là bàn tay ta làm nên tất cả đúng không? Thì cái quan trọng là không phải là chỉ để chỉ để nói về cái bàn tay của con người thì chúng ta bắt đầu thấy là à bàn tay là một bộ phận của con người và ở đây là không phải chỉ để nói một bộ phận đó mà là để nói toàn bộ con người chúng ta là con người chúng ta có thể làm nên tất cả. Vậy nên là lấy bàn tay để chỉ toàn bộ con người là lấy một bộ phận để chỉ toàn thể cho nên là chúng ta xác định được à cái dạng mà bộ phận chỉ toàn thể này thì là thuộc hoán dụ chứ không phải là ẩn dụ rồi đúng không ok chưa nhá đó cũng là một cái cách thứ hai để chúng ta có thể dựa vào đấy phân biệt ẩn dụ và hoán dụ và xác định được đúng hay là các em có câu nào hay nhầm lẫn không các bạn có trường hợp nào các bạn hay nhầm lẫn mà vẫn chưa phân biệt được không nhá các bạn có trường hợp nào hay nhầm lẫn mà vẫn chưa phân biệt được không thì các em hãy thử áp dụng một trong hai cách này xem sao được không các em thử áp dụng một trong hai cách này xem sao xem là mình có xác định được dễ hơn không này đấy chưa nhá và không dừng lại ở đó chúng ta không chỉ có biện pháp ẩn dụ hoán dụ so sánh nhân hóa mà chúng ta còn có rất nhiều những biện pháp khác ví dụ như là đây điểm ngữ này nói quá này hay là nói giảm nói tránh này tất cả đây chúng ta cần phải có phải nắm được làm thế nào để chúng ta xác định được tác dụng của nó thì các em hãy dựa trên những từ khóa nhé chúng ta sẽ học dựa trên những từ khóa ví dụ như là biện pháp điểm ngữ thì bao giờ cũng vậy cái việc mà người ta nhắc đi nhắc lại một vấn đề nào đấy một cái hình ảnh nào đấy một đặc điểm nào đấy thì là nhằm để nhấn mạnh cái này nó nó nó, nó tác dụng của nó đến một cách rất là logic và tự nhiên trong cuộc sống đời thường cũng vậy khi mà chúng ta nói chuyện với ai đó nhé chúng ta phải nhắc đi nhắc lại một điều nói rồi lại nói lại thì là chúng ta muốn nhấn mạnh để người đó nhớ được đúng không quan tâm đến thì ở đây biện pháp điệp từ là điệp đi điệp lại là việc lặp lại những cái từ ngữ với ý đồ nghệ thuật riêng thì tác dụng của nó tất nhiên rồi sẽ là nhấn mạnh quan trọng nhất sẽ là nhấn mạnh được chưa nhá hay là biện pháp nói giảm nói tránh thì là để tránh gây cảm giác đau buồn và ghê sợ tránh sự thô tục và mất lịch sự ừ uhm. ok không đó hay là còn những biện pháp khác ví dụ như là biện pháp chơi chữ hay là liệt kê vân vân đó thì nếu mà bạn nào chưa có bảng này thì sau phần phát trực tiếp này các em chia sẻ giúp giúp chị phần phát trực tiếp và nhắn tin về cho fanpage chị sẽ gửi cho các bạn đầy đủ cái bảng thống kê những biện pháp tu từ này nhé được không đó đó là những cái phương pháp và lượt lại cùng với các bạn những biện pháp tu từ về định nghĩa và về tác dụng của nó trong bảng này thì chị cũng nêu cả những cái ví dụ để các em hình dung được là biện pháp đó được sử dụng như thế nào và chúng ta sẽ có một thao tác là các em hãy tự xác định xem là nêu tự nêu tự nêu cho mình cái tác dụng của biện pháp tu từ trong cái câu này ví dụ như là các em hãy tự nêu biện pháp liệt kê được sử dụng trong câu này tre, nứa, trúc, mai, vầu Mấy chục loại khác nhau Nhưng cùng một mầm non mong mọc thẳng Thì xem là tác dụng của nó là nhấn mạnh ý đúng không? Thì các em hãy nêu được là ở đây là nhấn mạnh ý gì? Là nhấn mạnh hay là làm phong phú thêm Đúng không? Liệt kê là nêu ra rất là nhiều Nhấn mạnh về đặc điểm của một đối tượng nào đấy Nó rất là phong phú này Đúng không? Thì chúng ta hãy thử, hãy thử nêu tác dụng của nó từ cái cột tác dụng này chúng ta nêu xem là phân tích trong cái ví dụ này xem là trong câu thơ hay trong câu văn đó thì tác dụng à, thì biện pháp này có tác dụng gì được không nhá thấy chưa và bây giờ thì hãy thử đến với chị với một ví dụ cụ thể hơn nữa đi Cùng đến với chị với một ví dụ cụ thể hơn nữa Ở đây chúng ta có một đoạn thơ Và yêu cầu là chúng ta phải xác định Và nêu tác dụng của biện pháp tu từ Được sử dụng trong đoạn thơ này các em đã nhận ra đoạn thơ này không? <laughs> Các bạn có nhận ra đoạn thơ này không? Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới Đâu những bình minh cây xanh nắng gội Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu đây là một đoạn thơ được trích trong bài thơ Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ và yêu cầu của chúng ta là xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ này. Được không? Thì chúng ta hãy thử áp dụng từng bước một nhé. Thứ nhất là chúng ta khái quát về tác giả tác phẩm và nội dung của đoạn trích. Vậy thì bài thơ Nhớ rừng là một trong những bài thơ tiêu biểu trong phong trào thơ mới của tác giả Thế Lữ đúng không và trong bài thơ này có một đoạn thơ mà tác giả đã sử dụng kết hợp những biện pháp tu từ để đem đến cho chúng ta bức tranh đúng không đem đến cho chúng ta giống như là một bức tranh về thời kỳ huy hoàng một dĩ vãng huy hoàng và qua đó là cái cảm xúc tiếc nuối hoài vọng về một thời quá khứ oanh liệt đã qua của chúa sơn lâm hay cũng chính là của tác giả ừ đó được không nhá thì chúng ta hãy cùng với chị áp dụng cái cách làm chị vừa nêu vừa rồi vào việc làm bài tập này xem là các em đã nắm được chưa nhá. Thứ nhất là khái quát về tác giả tác phẩm và nội dung của đoạn trích thì chị đã làm xong rồi này. Bây giờ các em hãy thử nêu ra cho chị những biện pháp tu từ. Đúng không? Bước thứ hai chúng ta sẽ là gọi tên và nêu biểu hiện của các biện pháp tu từ ở trong đoạn thơ. Thì trong đoạn thơ này có sử dụng những biện pháp tu từ nào nhỉ? Các bạn ơi, trong đoạn thơ này thì có sử dụng những biện pháp tu từ nào? Đây chị đã chiếu lên đây đoạn thơ này rồi thì các em hãy đọc và nêu liệt kê những biện pháp tu từ các em sử dụng trong đoạn thơ này giúp chị nào. Những bạn nào học lớp 9 á là đã học tác phẩm này rồi, những bạn nào học lớp 8 thì chị cũng không biết là là trong chương trình là các em đã học tác phẩm này chưa, nhưng mà với những cái kiến thức chúng ta đã có được về biện pháp tu từ thì chị nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể xác định được. Nào, trong này thì có sử dụng những biện pháp tu từ nào nhỉ? Chúng ta sẽ đi từ đi từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng nhá. À, liệt kê điểm ngữ. Ừ, rồi ok. Điểm ngữ là cái rất dễ để xác định đúng không? Khi mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại một cái gì đấy. Điệp cấu trúc này. Gì nữa không nhỉ? Từ câu đầu tiên đi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. À, câu hỏi tu từ đúng rồi, chính xác ở đây có câu hỏi tu từ này. Được không? Gì nữa không? còn gì nữa không nào rồi ok thì bây giờ chị sẽ chữa nhá trước tiên chúng ta sẽ đi gọi tên và nêu biểu hiện của từng biện pháp một thứ nhất trong câu đầu tiên nào đâu những đêm vàng bên bờ suối ta say mồi đứng uống ánh trăng tan nào trong câu này có biện pháp tu từ không nhỉ đêm vàng bên bờ suối đêm vàng ở đây là đêm gì đúng không khi mà chúng ta đọc ấy thì các em dễ biết được đây là một đêm trăng đúng không? Nhưng mà chúng tác giả không nói là một đêm trăng mà là một đêm vàng. Thì đêm vàng này Đấy, sử dụng là đêm vàng chứ không phải đêm trăng và đây sẽ là biện pháp ẩn dụ cho một đêm trăng ở bên bờ suối. Đêm trăng đó có một đặc điểm là tác giả dùng hình ảnh vàng để ẩn dụ cho hình ảnh đêm trăng. Đêm vàng ẩn dụ cho đêm trăng và cái thứ hai nữa là qua từ uống ánh trăng ta này này là tác giả đang sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác bởi vì ánh trăng tan thì ánh trăng là thứ mà chúng ta cảm nhận được bằng thị giác nhưng ở đây là uống ánh trăng tan là dùng là dùng gì nhỉ dùng vị giác đúng không để có thể uh, cảm nhận một đối tượng mà bình thường chúng ta hay cảm nhận bằng thị giác cho nên là ở đây có biện pháp ẩn dụ câu đầu tiên đêm vàng ẩn dụ cho đêm trăng có cái sự tương đồng trong màu sắc đúng không có sự tương đồng trong màu sắc cho nên là đây là biện pháp ẩn dụ nhá ẩn dụ này và đây là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác thay vì là ngắm ánh trăng tan hay là nhìn ánh trăng tan thì là uống ánh trăng tan đấy thấy chưa và chúng ta phải nêu biểu hiện được Chị đã nêu biểu hiện là đêm vàng thì ẩn dụ cho đêm trăng bên mở suối này Uống ánh trăng tan là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác Khi mà ánh trăng vốn dĩ là ta cảm nhận bằng thị giác Nhưng ở đây chúa Sơn Lâm là uống là dùng vị giác để cảm nhận ánh trăng Được không nào? Đó, đúng rồi Thì đấy là biện pháp tu từ đầu tiên nhá Các em có thể dùng là tác giả thế lữ sử dụng biện pháp ẩn dụ và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác để đem đến cho chúng ta hình ảnh đầu tiên trong bức tranh tứ bình là một đêm trăng sáng mà chúa sơn lâm say mồi bên bờ suối đúng không say mồi bên bờ suối và chúng ta có thể nêu luôn tác dụng của biện pháp tu từ ở đây hoặc là khi mà các chúng ta liệt kê xong biện pháp tu từ rồi chúng ta nêu tác dụng thì chị hay dùng cái cách là nêu đến đâu thì xác định tác dụng đến đó có nghĩa là nêu tên tác dụng, à nêu tên biện pháp xong rồi nêu tác dụng luôn thì ở đây là biện pháp ẩn dụ kết hợp với biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác đã đem đến cho chúng ta một đêm trăng đầy mộng ảo nên thơ và gọi lên hình ảnh chúa sơn lâm say mồi trong niềm vui hoan lạc giữa đêm trăng. OK chưa? Nhá, được chưa nào? Tiếp theo này, à các bạn xác định được hầu như bạn nào cũng xác định được ở đây là biện pháp điệp này, điệp từ đâu này đúng không? Điệp từ đâu? sau mỗi từ đâu đấy là tác giả liệt kê ra một cái khung cảnh một cái kỷ niệm trong hồi ức của chúa sơn lâm đó là những gì đã xa rồi và điệp từ đâu kết hợp với cả câu hỏi tu từ đúng không kết hợp với cả câu hỏi tu từ ở đây chúng ta dễ dàng thấy được thì uh, chúng ta sẽ không khô khan và không cứng nhắc trong cái việc là phải rạch ròi từng tác dụng của từng biện pháp một các em hoàn toàn có thể nêu kết hợp bởi vì là ở đây tác giả sử dụng kết hợp rất nhiều những biện pháp thì các em có thể nêu là uh, tác giả thế lữ hoặc là bằng việc sử dụng kết hợp biện pháp điệp từ đâu và những câu hỏi tu từ đấy hoặc là biện pháp điệp từ đâu với biện pháp liệt kê những khung cảnh những kỷ niệm trong hồi ức của chúa sơn lâm đấy chứ chúng ta không phải là uh, phải nêu rạch ròi là biện pháp điệp từ thì có tác dụng như thế nào rồi câu hỏi tu từ thì có tác dụng ra sao nếu như mà chúng là sử dụng kết hợp như thế này trong cái sự hòa quyện và đem đến cho chúng ta một bức tranh tứ bình ở đây là nêu lên một thời dĩ vãng và cái tâm trạng nuối tiếc bâng khuâng của chúa sơn lâm một thời kỳ về một thời kỳ huy hoàng đã trôi qua đúng không thì các em có thể hoàn toàn nêu bằng cái việc là kết hợp các biện pháp tu từ đấy thì chúng ta sẽ nêu là biện pháp điệp từ này kết hợp với cả câu hỏi tu từ được không biện pháp điệp từ là nào đâu điệp từ đâu này và câu hỏi tu từ đấy sẽ giúp cho chúng ta có tác dụng là là đem đến cho chúng ta một cái bức tranh sinh động đầy đủ về những cái kỷ niệm huy hoàng của chúa sơn lâm của chúa sơn lâm về một thời kỳ đã qua đúng không đó là những kỷ niệm gì thì bắt đầu các em nêu ra nào cảnh đầu tiên là cảnh đứng say mồi bên bờ suối này cảnh thứ hai là lặng ngắm giang sơn đổi mới trong những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn hay kỷ niệm thứ ba là những buổi sáng bình minh cây xanh nắng ngội chúa sơn lâm say mê trong cái tiếng chim ca đúng không hay là cảnh thứ tư là những chiều linh láng máu sau rừng là cái phút giây huy hoàng nhất cái phút giây mà chúa sơn lâm chiếm lấy riêng phần bí mật được không thì nó sẽ dễ hơn trong cái việc chúng ta nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó và cũng dễ hơn trong việc chúng ta cảm nhận và cuối cùng là chúng ta không thể quên được một biện pháp mà chúng ta thấy nó rất là nó kiểu như là nó là cái cái lẽ tất nhiên ở trong bài này rồi chính là biện pháp nhân hóa tác giả đã biện pháp nhân hóa đã sử dụng biện pháp nhân hóa để nêu là ở đây là tác giả như nhập tâm vào chúa sơn lâm như nhập tâm vào một con hổ đang bị nhốt trong cũi sắt và cái tâm trạng của hổ cũng là cái tâm trạng của tác giả về một thời kỳ đất nước oanh liệt đã qua về một thời kỳ đã qua của đất nước mình nếu như mà chúa sơn lâm là cái sự hoài niệm về một dĩ vãng huy hoàng của bản thân chúa sơn lâm trong rừng già thì tác giả sẽ là cái tâm trạng nuối tiếc bâng khuâng là cái sự hoài niệm hoài hoài niệm về một cái quá khứ của đất nước, về cái hoàn cảnh sống của tác giả đã qua đúng không? thì chúng ta ở đây như chị đã nêu tổng kết lại là chúng ta có biện pháp ẩn dụ kết hợp với biện dụ chuyển đổi cảm giác này, biện pháp điệp từ, biện à, sử dụng câu hỏi tu từ và biện pháp nhân hóa là bốn cái biện pháp quan trọng nhất ở trong đoạn này khi mà làm bài tập này các em phải nêu ra được và lần lượt nêu tác dụng của nó. Cuối cùng thì chúng ta tổng kết lại là đây là một đoạn thơ đem đến cho chúng ta những khoảnh khắc huy hoàng nhất và giúp cho chúng ta được sống lại trong cái tâm trạng của chùa Sơn Lâm khi mà nhớ về một cái thời kỳ đã qua của mình và từ đó chúng ta cảm nhận được cái tài năng của tác giả khi mà sử dụng kết hợp rất nhiều những cái biện pháp tu từ kết hợp nhuần nhuyễn những biện pháp tu từ và đặc biệt là cái sự nhập tâm mượn hình ảnh con hổ bị nhốt trong cũi sắt để bộc lộ tâm trạng của mình là một đoạn thơ đặc sắc trong phong trào thơ mới được không nào Ok chưa? Đấy là một cái ví dụ trong bài tập mà chúng ta xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ Các em đã nắm được chưa nào? Các bạn đã nắm được chưa nào? nhá. Đây sẽ là một cái bài tập rất là cơ bản và sau này thì các em sẽ gặp thêm rất là nhiều kể cả khi mà thi đại học này hay thi uh, những cái cuộc thi khác thì chúng ta đều phải nắm được cái cách làm bài này và đây cũng là một cái bước cơ bản để chúng ta phân tích và cảm nhận tác phẩm được không? Khi đối diện với bất cứ một tác phẩm nào thì cái việc mà yêu cầu chúng ta phải hiểu được nội dung của nó thì chúng ta cũng phải đi từ cái việc tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì và biện pháp đó là đang nhắc đến hình ảnh nào tác dụng của nó là ra sao đúng không đó cho nên là đây là một cái bước rất rất cơ bản các em cần phải nhuần nhuyễn nhá được không rồi đây chị sẽ chiếu lại một lần nữa về những biện pháp tu từ hay gặp những biện pháp tu từ mà chúng ta đã học được không nếu mà bạn nào nhận được bảng này ý, thì các em hãy nhớ là trong phần ví dụ thì những từ nào được sử dụng biện pháp tu từ ở đó thì chị đều viết bằng bút đỏ rồi để các bạn dễ xác định hơn công việc của chúng ta là hãy thử áp dụng cái tác dụng ở trong cột tác dụng này để phân tích trong cột ví dụ xem sao nhé ừ. nhớ là hãy chia sẻ để lưu lại phần phát trực tiếp này để chúng ta dễ tìm lại và ôn tập lại kiến thức nhé rồi, ờ, rất là cảm ơn các bạn đã cùng với chị tham gia buổi học ôn tập nho nhỏ ngày hôm nay Mặc dù hôm nay là buổi trung thu, đúng không? Thì chúng các bạn cũng đã bớt ra một chút xíu thời gian để cùng với chị ôn tập về văn học Và rất mong rằng là trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo thì các em sẽ theo dõi này Có thể chia sẻ để ủng hộ chị thêm Để có thể có thêm động lực phát những cái buổi phát trực tiếp ôn tập kiến thức hay là uh, có những buổi tổng ôn bằng hình thức trò chơi cho chúng mình này sẽ liên tục liên tục thay đổi hình thức để chúng ta có thể học môn văn hùng một cách hứng thú hơn này, yêu thích hơn và dễ nhớ hơn. Được rồi. Ok. Đó nhá các em nhá, được chưa? và bây giờ thì buổi học ngày hôm nay có lẽ là sẽ phải dừng lại tại đây chị sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp khác cùng với những cái nội dung mà các em hay thắc mắc các em có thể để lại trong phần bình luận hoặc là nhắn tin về cho fanpage để chị biết được là các bạn đang gặp khó khăn trong mảng kiến thức nào để chị lên nội dung và phát trực tiếp để chia sẻ cùng với chúng mình nhá <laughs> được không ừ, rất là cảm ơn em rất là cảm ơn vô diện này ôn tập nho nhỏ nhưng với em rất lớn thì thế thì chị mong rằng là có thể có thêm nhiều nhiều buổi phát trực tiếp như thế này nữa và các bạn sẽ vào xem và tương tác tích cực hơn nữa. Ừ. Rồi, vậy thì bây giờ thì chị sẽ gửi đến các bạn lời tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát tiếp theo. Chúc các em có một mùa trung thu chơi vui vẻ này và không quên nhiệm vụ học tập của mình. Chúc các bạn sẽ có thêm thật nhiều thật nhiều những bài tập về môn văn đạt điểm số cao đúng như mong mỏi của chúng mình nhá Rất là cảm ơn các em và tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Bye bye.